Hello anh em và chào mừng mọi người trở lại với channel của CZ. Cái gì nhỉ? Mình đu. Watch me the change out to the same. Mình đu. Choi à? Lại còn tướng mang thêm trang bị tối đa nữa anh em ơi, ổn đấy nhỉ? Thế thì chúng ta sẽ đánh một trận thú không? Trận thú cơ bản không? Nên video 2 gì cũng tí nữa nhưng mà... Tướng các bạn cũng khá là khỏe nên là thôi chuồn thôi anh em. Mình sẽ gặp anh em sau chuỗi thua nhé. Một trận cơ bản kết thúc mùa vậy. A few moments later. Hello anh em, đây là mình sau chuỗi thua và mình đang có một vài bạn cũng không có gì đặc sắc lắm đâu, chơi game cơ bản thôi. Có cái choi thì thực ra không hợp đánh Yon lắm anh em ơi. Choi này ý là đánh Yon cũng được nhưng mà nó không quá hợp. Hên xui ý, nếu mà ra nhiều đồ do Yon quá thì mình có thể cân nhắc đánh Yon. Không thì thôi đánh con khác thôi. Để 881 à? Mấy tướng yếu thế. Thôi kệ khả năng, không tin vào cái khả năng mà late game nó ra đồ kiểu ấy nữa. Mình không tin vào khả năng mà kiểu cuối bảng nó ra đồ đẹp nữa anh em ơi. Mình thấy dạo này game nó kiểu gì, cuối bảng đồ nó cứ xấu xấu kiểu gì ấy anh em. Lạ không? Cuối bảng của nó lạ lắm anh em. Nên là chuỗi thua 3 rồi nhá. Mắc chuỗi thua 3 rồi anh em. Xong anh em gỡ chuỗi luôn. Không khuyến khích anh em thua thêm ván nữa. Đánh khổ sở lắm. Đồ đẹp thì không thấy. Đã toàn cái đồ đâu đâu ấy à. Thua trận đánh được, không sao, thua trận này ok. Cái này thôi khá ok. Yon chưa phải đẹp cho Yon lắm, thích ma tộc các thứ hơn. Suy nghĩ tiếp nha anh em nhé, mình suy nghĩ tiếp. Let me think about it. Pháp sư cái này từ lên trước đùa bọc. Kệ đi. Mày thủ 3 pháp sư Chrissy này vào kích hệ. Chắc vào chết là chẳng gì. Để cho con Darcy còn hơn em. Ta thấy sống trâu ấy. Thua trận nữa, thua chuỗi tâm này. Tâm thế này cũng ok. Yon... Không ai lấy à? Hay là nhỉ? Mai lấy thì mình lấy thôi. Hay là nhỉ? Hay là nhỉ? Nhưng mà thôi, cái chế độ này nó còn có choi nữa rồi thôi mà đang thành đồ ấy thôi nhá anh em nhá. Thành đồ. Bố thánh đồ thì sao? Bố thánh đồ 6 thú. Cũng không khác, 40% với 25% cũng khác nhau lắm nhỉ. Có mỗi 75% thì cảm giác nó hơn nhiều thật nhiều thôi. Nhìn đu hai con này cho vào, hai con này được này. Ra sau cho. Hơn nhiều thật nhiều thôi, cảm giác bốn thánh đồ nó không quá là
khắc bọt lắm anh em. Chẳng lẽ không ai đánh Yon nên là mình cũng hơi cân nhắc đấy. À đây có người đánh Yon rồi. Sáng đẹp đấy. Lên luôn nhé, không bị gây gớm quá. Lén Seniel là xì vào cái này. Ủa, đàm to thế. Đàm này hơi bất ngờ. Đít này trông thấy cũng ảo ma phết nhỉ. Bài ảo ma. Ulti chết luôn này. Thua sẽ đỡ được, anh em hãy thua thêm đi, thua thêm đi. Choáng, choáng mình đấy, đúng không? Ok, không ulti được. Ok đã. Ơ, ok, quên con Vera. Làm sao? Được anh em thôi. Swift as the wind, as gentle as the forest. Được anh em ơi, anh yêu quá. Cần con Vera hơn con này, con này không ngon bằng con Vera. Vera kết thêm phù thủy. Do dài cầm chọi ngon nhỉ. Chế già cầm hết đi. Làm ba đồ đi. Khổ nữa. Chưa ra quả ấy nhỉ. T này không có sách thánh thì khả năng mình cho con Malok ngon thường khá tên. Ờ, già 4 đồ à. Được. Trông hơi tủ nhưng mà thôi cũng được. Lo xin đôi này. Có xin đôi góc nào nhỉ? Có xin đôi hai góc rồi. Ủa, thương bắt đáy à? Ơ không ai có thương à? Không ai có thương em ơi. I say all this city is my heat. I never ever said baby. Chắc ngắt chuỗi thua ở đây thôi. Chuỗi thua 7. Hay thua trận nữa nhỉ? Thua trận nữa được không ta? Hơi khó, 12 giây. Hơi lâu. Thế đánh thánh đồ, được thánh đồ phong cát xong rồi kẹp con thên. Đồ này cho thên được. Phải lấy. Đấy. Con cầm đồ này đi. Đến nhỉ. Cần. Con cầm đi. Shall I compare thee to a summer's day? Ra 4 đồ tiếp. Mà có thương hay thế, thú vị thật. Ăn sâu hi thú vị thiệt. Ôi rồi, ôi rồi, má hai con này chồn nhau thật đấy. Nhưng mà được cái cả lũ không ai có thương em ơi, có mỗi mình có thương nhưng mình hơi không biết cho sấy được hai bạn này không. Thấy yếu quá, mình cho hết đồ cho con già đó thôi. Cần nhiều đồ hơn thế nhỉ. Đúng không? Vira đam ngon. Ờ, mang lốc cấp 2 12 vàng ta sao tạo ở floor 2.
hai thánh đồ, một von cát à, ma tộc à, vòng 15 nữa mà mình ra một cái ma tộc nữa để mình vẫn chơi được. Mình trừ nhiều máu nhỉ, 44 máu rồi, chuỗi thua mình ok lắm rồi nhỉ. Mình đánh cẩn thận được. Năng là trong floor này mấy đồ nữa đi. Con floor khả năng nó cầm cái đồ này cũng khá là đẹp. Đồ tanh tanh này cũng khá là ổn cho con floor. Con floor xuống đáy mà nó ulti. Floor 2 trông thế nhưng mà kẹp 4 thú vào nó cũng khá là khỏe đấy anh em. Chỉ mỗi già khỏe thôi. Floor 2 nó khá là ok. Cầm máu tốt. Malok thì chắc phải chờ thêm mấy vòng nữa. Mới khỏi chờ anh em. Này rồi thì khỏi chờ. Verayon đi. Pháp sư ở cửa thủy nhỉ. Quý sĩ cũng được, chúng ta sĩ cũng được. Mình ra đây. Xì vứt tạm. Azenka cũng ngon, mình không sao. Nên con Malok khá sớm rồi, khả năng mình lên 9 luôn nhỉ. Malok 2 sớm phết. Trận này chịu thua nhưng mà mình cũng ra tướng khá là may. Nên là không có vấn đề gì nhiều. Tướng hơi may ấy, hơi hên ấy. Lên 9 sớm được. 9 sớm được không nhỉ? An toàn không ta? Xem ca đứng kia. Ca cũng tạm được. Ồ, cái này nữa. Này thì chịu anh em ơi, mình không ngờ cái trường hợp này đó. Trường hợp này thì bó tay đó rồi. Tướng hai góc à? Góc góc này, góc góc kia. Này. Thế có chơi Yon nữa không nhỉ? Tại bây giờ thứ nhất là có Malok 2 rồi này. Thứ hai là có 3 ma tộc khá là sớm này. Chơi chơi Yon nó lại hơi đấm vào mồm mình một tí. Tại kiểu chơi Yon thì nó đánh được 3 ma tộc. Đánh 3 ma tộc, 4 thú. Xong rồi hai thánh đồ kẹp một con thên à. Tốn đồ quá nhỉ. Tốn đồ anh em. Nó Yon ngon hơn. Yon sẽ không nốt Yon. Con cát này có choi khá là ôn tâm này. Malok này thì Malok để sâu sâu một chút. Không sao. Đây. Cũng chưa. Trận này chờ xem ra thẻ gì không, xong có thẻ gì ngon ngon là mình chơi thôi, khả năng là vậy. Chưa biết xử lý phát này được gì. Phát này yếu ấy, mình bỏ game à. Chắc là có người yếu hơn. Sắp đi. Nào thẻ gì không? Xin cái thẻ đi, không có rồi. Khó quá em ơi, chúng ta không biết đang phải làm gì đây. 11 con Yon, mình cầm 5 con là 11 cộng 5 là 16 à? Hay là CDK tiếp nhỉ? Nó cũng hấp dẫn đấy chứ. Khó nghĩ nhỉ anh em nhỉ, mình đang 4 thú à. Vẫn đang cân nhắc anh em, vẫn đang suy nghĩ. Nó cót góc này đẹp này, rồng thổi. Khá đẹp. Malok nhảy. Con thú mình không chết được vì Malok xuống đáy sâu quá.
cà rốt ngon này. Nó bỏ giòn thôi em ơi, ra không tiếc nhỉ. Tiếc con giòn nhỉ. Ui, bỏ hết giòn này mình cũng bị mình giòn này chạy đến con bang dễ dàng luôn. Ôi không được em ơi, không dám bỏ vô. Được em ơi, bỏ là mình có lỗi, thấy có lỗi lắm. Thấy có lỗi lắm, trời ơi. Có chui vào giữa, không tìm một phát đâu. Cát nhỉ. Yon chắc xấy được con cát này, xấy chơi con Nacot này không? Phát 2 hơi khỏe. Malok nhảy thêm phát nữa, con cát nhảy thêm phát nữa không? Ôi, làm hết rồi. Thôi bốn thú cũng được nhá. Bốn thú. Mặt có thương không? Check lại phát. Ra sau lên. Ờ, Nacot, Nacot khắp nơi, Nacot khắp nơi. Ok, không ai có thú. Chơi này không? Cót chui vào đâu đây? Cót chui góc này à? Sao? One tree that change, I'll do the same. Đòn ba sẽ lên được. Và sau lên không vội em. Nhảy vào đây. Con cát cần thêm đồ này, Malok cần thêm đồ. Chế độ gì nhỉ? 4 đồ à? Chế độ 4 đồ đúng không? Ừ, còn chế độ 4 đồ nữa. Chắc này đã đánh 6 thú 3 ma hợp. 4 đồ, 6 thú rồi dồn hết đồ cho mấy con kia thôi. Chứ dồn ra 5 tướng này nó hơi... Dồn ra 4 tướng, 4 5 tướng này nó hơi... Thiếu đồ một chút. Phát hình thêm tướng. Chắc bỏ chút thánh đồ đi thôi. Hai con thú mình lên trên. Sao nữa? Gì cũng muốn, gì cũng muốn. Quy khó thật đấy em ơi. Lần đầu mình gặp cái trường hợp nó không biết đánh gì này. Ôi rồi mà lốc nhảy trượt trượt đánh gì giờ bạn ơi. Còn ba chắc chắn rồi này. Ui, cát này. Thôn chậm chậm, 37 máu. Rồi chờ vòng 26 đi. Quyết định là sẽ chờ vòng 26 nhá anh em nhá.
Chờ bằng 26 cộng 1 mình sẽ ra ra một chút đồ. Luôn cộng 1 kia mong chỉ mạng cho bằng Yon này đi. Rồi cái con cho Yon cũng được. Và chúng ta biết đâu chúng ta sẽ có thêm một chút đồ đẹp. Chúng ta sẽ có cái đồ của con của cái tăng sót tướng em. Cái đâu chúng ta có một tí cái ơi thêm này. Thêm đi. Đi thêm đi chứ. Nó không khỏe bằng sáu thú nhỉ. Cũng khỏe đấy chứ. Không phải yếu. Không yếu. Đây đội hình mình, lúc đầu mình đánh đội hình này này. Thêm với cả con cát quy thánh đồ các thứ đủ hết cả, gì cũng có. Ok bỏ hai thú này đi. Ok nhỉ, đánh đội hình này đi. Thêm hai rồi đẹp hình này đi. Thêm góc này đẹp, thêm góc này đi đến đây đi góc kia thằng sao thêm. Thêm lốc bay đi, mà lốc bay đi không ok lắm, thêm bay đi ngon hơn. Thêm góc này đẹp, thêm góc này đứng ok. Mà lốc bay đi. Thêm đứng đấy nó bổ vừa được. Hai con này bỏ được. Bỏ cũng được. Ra 7 máu. Tăng sao nữa. Rất nhiều đồ chơi. Chờ bóng 26 nhé, xong rồi cho hai con thú này vào thì mình sẽ thay con gì. À chết rồi, bây giờ hai con thú này cũng không được thay con thêm nữa. À vứt đi. Thêm 2 rồi anh em ơi. Thêm... Bảo thêm 1 mình còn suy nghĩ, nhưng mà thêm 2 rồi thì... Khá chắc chắn là đánh. Yon chưa 3. Mình tĩnh thôi. Thêm, thêm được mấy con. Chắc này mình muốn lên con gì 3 nhỉ? Rất nhiều lựa chọn để chơi đây anh em ơi. Rất nhiều đồ để chơi. Yon don't believe it baby. Not like cắt 3 con không lên được. Mà có teo. Mày nó thường lên gì khó vậy. Con Nacot này mai chui được vào đây. Mai chui được vào. Mã lốc không lên được 3 anh em ơi, xem chịu này mình bọc mã lốc đi luôn. Thêm 5 con. Hai thằng tăng sao thì được. Hai thằng tăng sao được lên con thêm 3. Ừ, đánh 4 thú này lên thêm 3 là vốn cắt 3 không sợ bị bay khỏi bản đồ. Khá là vui. Ma lốc thì trận này khá nhiều bạn cầm ma lốc chắc cũng không lấy được, không tranh nhau được. Nhờ con thắp lên đòn 3 này. Queen. Oh, được nhá. Okay. 4 con thên, mình cầm là 5 con. Ok. Mình cũng có thể tăng sao, mình 2 con thên nữa là lên thêm 3 này. Ê, ê, ê. Tỉnh nha. Tỉnh nha. Được á. Được á. Hai con thê nữa anh em. Thêm một sót tướng nữa thì mình thêm thêm Lily thôi. Lily thêm gì đấy không? Không mong chờ được hai thú nữa. Thú nữa khó. Phúc vàng này là có thể tăng sót tướng không nhỉ? Không nhớ lắm. Em có thể không? Không. Tự tin đập cho thê luôn nhá anh em nhá. Để mình thích cái cảm giác mà nó roll ra con đấy một chút. Tự tin đập cho thê luôn. Giác cũng vậy. Cho thê. Hai đồ này cho thê. Chia cho thê luôn được. Thê đập lên luôn này. Mình thích cảm giác mình roll ra đập ra nhìn ra cái tướng 3 sao nó nhìn nó uy tín hơn này.
À, một giấc mơ chỉ là mơ ước rồi anh em ơi, mơ ước chỉ là ước mơ rồi. Chưa chắc đâu, chưa chắc là ước mơ đâu. Đi dậy. Đi dậy anh em. Một con nữa thôi anh em. Một con nữa, một con do nữa thôi. Rồi chúng ta không cần thay vị trí tướng gì hết luôn. Chắc là có thua rồi không ta? Thua bớt đi cũng được. Cần thắng. Ôi nhưng mà thua nhiều quá là cũng hơi dở ấy. Thua nhiều quá mình cũng hơi sợ ấy. Thua vừa vừa thua thua kiểu chiêu chiêu chấp nhận được thôi nhá em. Thua nhiều quá rồi nhá. Nacot. Ok mình thua bạn Nacot đúng không? Mình sẽ phải dịch dịch tướng một chút. Hay kết. Thì mình hay kết. Thật ra là truy hồn cũng được nhưng mà thôi hay kết nhìn nó cũng nhìn đã. Đã cái mắt anh em. Bây giờ bạn này có thương không? Không có thương. Okay. Thì bạn đứng đây cho tôi. Bạn đứng đây cho tôi. Thế này đứng đây cho tôi. Nào. Nào. Đừng. 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 Các bạn ơi. Đừng. Đừng các bạn ơi. Bạn đừng làm thế. Khi nào mình thua không nhỉ? À mình thua một con cát là mình chưa chết. À không chết rồi. Man, ui dồi ôi, nuối tiếc quá. Nên con thêm 3, ui dồi ôi, một một cái kia tiếc quá đó ở đấy chơi thế là đậm chất YouTube rồi chứ. Thưa anh em đánh cẩn thận thì anh em trận đấy quả đấy mình đập thẻ đằng sau cho Yon đánh bình thường Yon 3 thôi nhá là anh em auto win mà. Tiếc quá quả đấy nhá là mình chết rồi, hình như quả đấy mình, bạn kia roll hết tướng thêm của mình. Mình cần là cần mấy con thêm? 7 con thêm. Bạn kia cầm 3 con, khả năng bạn ấy cầm 4 con à? Đen thật, cái lúc mà mình roll, mình bắt đầu roll là mình thấy mấy người chơi thêm đó, chắc mật một con thêm. Như vừa đấy mình không để ý rồi, vừa đấy mình đập bật con thêm quả tăng sao cũng hơi điều. Tại bạn này như có thêm rồi. Rồi, thôi không sao. Chắc đến trận cuối rồi, mai mình sẽ có trận mùa mới thôi. Nên là see you again nhé, bye bye nha.